được gặp lại quý vị khán giả và các em trong chương trình Ước mơ của em. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với những ước mơ. Và một ước mơ mà Mai Phương tin rằng khi nghe đến ước mơ này thì chúng ta sẽ cảm thấy một sự sáng tạo của người bạn nhỏ đã gửi thư về cho chương trình. Và sáng tạo như thế nào thì bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với hiệp sĩ trước đã nhé. Alo, xin chào Mai Phương. Chào hiệp sĩ. Ước mơ của bạn Nguyễn Bùi Bảo Long, sáng tạo đồ bảo hộ lao động kiểu mới dành cho các cô chú công nhân vệ sinh. Sao ước mơ gì mà hiệp sĩ thấy rằng là nó hơi dài dài, nghe không hiểu gì hết trơn vậy? Mai Phương có thể giải thích cho hiệp sĩ hiểu rõ hơn được không? Thì bạn trong ghi trong thư là vậy đó. Bạn ấy còn nhắn nhủ là khi nào mà liên lạc được với hiệp sĩ rồi đó, rồi thì nói là hiệp sĩ tới gặp bạn ấy đi, rồi bạn ấy sẽ giải thích một cách cụ thể về ước mơ cho hiệp sĩ nghe đó, rồi hiệp sĩ về giải thích lại cho Mai Phương nghe. Thôi được rồi, hiệp sĩ sẽ tự tìm hiểu về ước mơ này, nghe có vẻ rất là thú vị đây. Mai Phương hãy chờ đó nha, hiệp sĩ đi đây. Đây có phải là nhà của bé Bảo Long không ta? Chú Minh Sụ thấy rằng là Bảo Long của chúng ta cũng đã có gửi thư về cho chương trình và muốn tham gia vào chương trình ước mơ của em và muốn thực hiện ước mơ đúng không? Dạ. Vậy thì ngày hôm nay mình có quyết tâm thực hiện ước mơ của mình không? Quyết tâm. Quyết tâm? Bao nhiêu phần trăm? 100%. 100% luôn đúng không? Đi thực hiện ước mơ được không? Rồi, em đi mấy chú đi ha. Ước mơ của con là nghề kỹ sư. Wow. Con sẽ chế bộ đồ bảo hộ để có da, để bảo vệ an toàn cho người công nhân quốc tế khi đang làm việc. Bây giờ là chúng ta sẽ phải nghĩ ra trong đầu nè, cái bộ đồ nó như thế nào sao cho vừa an toàn, vừa bảo vệ được họ nhưng mà vừa phải đẹp nữa. Bây giờ là mình sẽ đi đến một cái nơi để có thể tìm hiểu nhiều hơn về các cô chú làm công nhân quét rác. Dạ em chào anh, em thấy là anh mặc bộ trang phục này là của nhân viên quét rác đúng không ạ? Dạ đúng rồi, công ty dịch vụ công ích 11 không? Bộ đồ này thì nó gồm những gì chú? Đồ của chú là cái bộ 100 là đặc trưng cho quận nhất. Rồi nó sẽ có một cái là áo phản quang mặc ở ngoài để khi làm trời tối và sáng ra công trường á, là để cho xe cộ thấy mình. Dạ chú có thể cho con mượn bộ đồ sau. Có gì để con sẽ tạo em thêm không? Chú có một bộ dư, chú sẽ cho con mượn chút xíu. Nhưng bây giờ cái màu nó cũng thật là phản quang nó cũng chưa sáng mấy, thì nếu mà con có cái sáng kiến gì nó hay hơn thì nó sẽ tốt hơn. Chú còn thành công. Dạ. Rồi. Dạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn. Cho con muốn thì cái đèn led xung quanh nó luôn đi. Đèn led xung quanh nó chứ không cần là như cái để gắn cái khỏi cần gắn cái đèn. Bây giờ là mình còn bỏ. Cho con hỏi có cái đụng va không? Đụng vai sao? Thì mình đã có bảo vệ mình không? Cô chỉ biết là nó nâng cái vai lên thôi, nâng cái chiều cao của vai ngang lên thôi, chứ còn có bảo vệ được không thì cô không rành. Tại vì cái này á là nó gắn vô điện, nó không phải xài điện. Đi đâu cũng phải cầm cái ổ điện. Chú ơi, ở đây có cái dây điện kiểu trang trí cành thông không chú? Đây, một thằng lá. Mình dán nó tới đâu thì nó sẽ sáng lên tới đó. Được đúng không? Coi như là bây giờ là mình có một bộ đồ, đúng không? Dạ. Cái mũ bảo hộ là chúng ta sẽ phải làm cho nó đặc biệt ấn tượng nè. Rồi, đổi lên thử coi. Đâu, mình sơ tạo dáng coi. Đó, ok, mình cũng đẹp rồi đó. Có hai cầu vai. Wow. Sáng không? Dạ sáng. Mình thành công rồi. Wow. Chào chú, con đang tham gia chương trình ước mơ của em. Thì mong chú... Bán sản phẩm nè. Dạ không có chú, đang tham gia chương trình ạ. Bộ đồ này là bộ đồ của các anh chị công nhân làm vệ sinh. Trên bộ đồ này con đã gắn thêm một cái cầu vai để bảo vệ cho mấy người công nhân. Nó có mút ở trong này nè chú.
còn mấy còn mũ bảo hiểm á thì có đèn led xung quanh, thì chú em cho ý kiến là bộ đồ này hợp lý bất hợp lý. Chú nhìn kỹ ha. Đó chú, ở trên chú, ở trên. Ồ. Ủa, cái nón thì phải cái áo hả? Dạ không, cái nón. Chú biết tốt thôi, tại vì nó có phát quang thì bảo vệ người quét đường an toàn. Mà con mà có mấy con sáng chế gì hay vậy? Chị thấy cái này cũng hợp lý. Nhưng mà cái này có tốn nhiều điện không em? Cái cầu quai á, nó cũng không cần thiết lắm. Tại vì làm đây á, cái môi trường này, khi mà cầm cây chổi quét á, mà đi nguyên người luôn. Đó, đúng rồi. Rất là bất tiện. Dạ vâng. Bỏ bó. Dạ vâng. Khó chịu lắm. Còn cái đèn led ở trên này sao ạ? Cái đèn led ở trên này thì cũng được, nhưng mà có một cái là chi phí của nó không tính là nó có cao không. Cái này là đúng rồi nè, bộ đồ đúng rồi nè, áo phản quang đúng rồi nè, cái mũ đúng rồi nè. Còn thêm cái đèn thì quá tốt rồi, đúng không? Nhưng mà cái đèn này xài bằng cái gì vậy con? Xài bằng pin. Pin đó hả? Rồi chú đó sẽ công nhân sẽ đeo cái cục pin này trong người của mình đúng không? Dạ. Rồi, còn tay thì cô cần mang gì nè? Dạ, mang bao tay. Đúng rồi, vậy chú cũng không mang luôn đúng không? Ở đây thì con thấy nè ha. Ngoài cái bộ đồ con có nè, con thấy có mắt kính nè, người ta cần không? Thứ nhất là nắng nè, ánh nắng này có hại mắt mình không? Không có. Đó, đúng rồi, thì nó sẽ có kính râm và kính sáng. Mấy cái chú này á là sẽ đưa cái thùng rác vào trong cái xe ép rác, con thấy cái xe ép rác không? Người ta kéo lên, thì khi người ta cuốn quậy á, những cái gì, ví dụ thủy tinh hay là cái gì nó nằm trong đó nó sẽ vỡ ra, thì nó sao? Nó sẽ văng vào mắt. Đúng rồi, đó, thì người ta sẽ đội đeo kính, thì để các số loại kính này đúng không? Rồi, đây, đó. À, nghe thấy không? Vừa chống bụi vừa chống văng bắn luôn đúng không? Khẩu trang á, thì mình có hai loại, khẩu trang giải chống bụi nè, thấy không? Còn nếu mà rác hôi quá thì cái khẩu trang này không có tác dụng nữa, con hiểu không? Nó hôi quá đó. À, thì người ta sẽ phải dùng cái khẩu trang này. Khẩu trang này nó có than ở trong này nè con. Rồi con hỏi con nè, nếu trời mưa thì sao? Kiểu nào? Nhìn chú, giờ cái mặt cái nào hợp lý? Dạ, ông mưa có hai cái to. Ông mưa có hai cái cánh to, hai cánh dơi to. Cánh dơi nhỉ? Rồi sao quét? Kì? Rồi sao quét đúng rồi, người ta rồi, quét lát. Nó đi, nó gió, nó khổ, phật, nó khổ, vậy sao được? Quét. Con thấy bộ này là bao giờ chưa? Chưa. Đó, thấy chưa nè, thấy không? Cái quần dài, rồi thêm cái này là cái áo. Nó rời ra. Để làm sao giờ con? Vậy thì chắc là mình phải thêm kiểu dạo quay giống như mấy chú khi đi vào buổi tối vậy. Đúng rồi. Có một cái loại không thành cái áo con là cái này nè con. Thấy không? Dạ. Nó chỉ là kiểu cộng dây này thôi. Con thấy bộ đồ này như thế nào? Con thấy bộ đồ này cũng đẹp. Nhưng mà rất là đơn giản đúng không? Mình không có quá là cầu kỳ. Chỉ cần có cái miếng phản quang, cái băng phản quang như thế này thôi thì cũng giúp cho tất cả những nhân viên phục vụ công ích của chúng ta khi mà quét đường cũng sáng hơn. Đó, đèn chiếu vô là mình phản quang nổi bật lắm rồi. Mình nghĩ là ước mơ của mình là đạt được bao nhiêu phần trăm rồi? Dạ, chắc cũng 50%. Sao có 50% rồi? Đi sáng giờ mệt quá mà sao có 50% vậy? Đâu thành công thôi. Đâu thành công đâu hả? Nhưng mà giờ nhờ cô Thảo nè, nhờ sự đóng góp của mọi người và từ sáng cho tới giờ thì con nghĩ là mình sẽ thành công bao nhiêu phần trăm trong tương lai? Thì chắc cũng 80% rồi. Xin cô bộ này được không ạ? Xin quá không? Rồi tài trợ cho con luôn. Tài trợ luôn, nhưng mà con phải có một lời hứa gì với cô đi. Sao hứa mà? Như thế nào trong tương lai nè? Trong tương lai sẽ học thật giỏi. Có gì sáng chế những thứ hay hơn nữa. Bảo vệ các cô chú công nhân. Đúng rồi, nhớ nha, học kỹ sư bảo hộ lao động. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Anh ơi, chào anh. Vậy là cũng tìm được người đã giúp đỡ cho cháu Bảo Long rồi sáng giờ đúng không nào? Sáng giờ con cũng chế đèn led và mũ bảo hiểm và hai cái độn tay lên á. Thì cũng có nhiều người khen là ý tưởng cũng hay, cũng có nhiều người nói là tự chắc không nên đâu. Thì thôi, thì con đã rút kinh nghiệm được rồi. Con cũng xin tặng chú cái món đồ này coi như là cái lời cảm ơn. Thì bà chú đã cho con mượn bộ đồ. Áo cái này là áo phản quang để có gì chú mặc khi trời mưa và để họ có gì dễ, để con có gì họ dễ nhìn thấy chú hơn nữa. Rồi chú cũng cảm ơn con nhiều và chúc con sau này cái ý tưởng của con nó sẽ hay hơn để mà đóng góp cho mấy chú làm công nhân bảo hộ lao động an toàn hơn.
Các bạn thân mến, trải qua một ngày với sự trải nghiệm, đó chính là sự sáng tạo của bé Bảo Long với cái ước mơ của mình, đó là sẽ thành kỹ sư thực hiện một bộ đồ bảo hộ cho các nhân viên dịch vụ công ích để giúp cho thành phố của chúng ta trở nên xanh sạch hơn. Minh Xu cảm giác rất là ý nghĩa và rất tuyệt vời. Và hiệp sĩ Minh Xu xin được chúc cho tất cả các bé sẽ giữ vững được cái sự đam mê này, cái ước mơ này để có thể phát triển hơn trong tương lai. Và các bạn cũng đừng quên đồng hành cùng với chương trình Ước Mơ Của Em trong những chương trình tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Thật ra thì với ước mơ này thì ngoài việc mà bạn ấy có tính sáng tạo ra thì Mai Phương còn cảm nhận được sự quan tâm của bạn ấy đến những người chung quanh mình, đặc biệt là với các cô chú công nhân vệ sinh đường phố nữa. Bạn ấy quan tâm, lo lắng để bằng cách nào đó có thể bảo vệ cho các cô chú ấy an toàn hơn trong một công việc rất là hữu ích, đúng không các em? Các em ơi, một việc làm nhỏ thôi cũng thể hiện được tình cảm của mình nữa đó. Vậy thì các em hãy cố gắng phát huy nha. Còn bây giờ thì chị Mai Phương rất tiếc phải nói lời chia tay với tất cả quý vị khán giả và các em rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chắp cây ngước mơ tuổi thơ, để ngày mai tươi sáng cho đời. Kết ước muốn ta cùng chung, cho nhau sức mạnh thêm, cho ta cùng vươn tới. Chắp cây ngước mơ ngày mai, nên hôm nay cùng nhau xây dựng ước mơ này. Chắp cây